Chị ơi, chị hay mua lá ở chỗ nào vậy? Ok, hôm nay mình chia sẻ cho mọi người biết nha. Từ hướng mà Lý Thái Tổ đi vào chợ thì bên tay phải có vừa hoa Minh Minh. Ở đây chị cũng bán lá, những cái loại lá cơ bản là chị đều có hết. Ngoài ra chị còn có bán rất là nhiều loại hoa nhập từ Đà Lạt, hoa lan cắt cành nữa nha. Rồi chạy vô một chút xíu nữa thôi là bên tay phải có vừa hoa lá Diễm Chi. Ở đây thì nhiều loại lá lắm, có những cái loại lá rất đẹp và là nữa. Rồi shop cũng có bán những cái loại hoa từ Đà Lạt, hàng công ty, đặc biệt là có cả hoa nhập về từ Trung Quốc nữa, tha hồ mà mua luôn. Đối diện với sạp Diễm Chi thì có sạp của chị Phượng Lá, chị cũng bán rất nhiều loại lá. Ngoài ra còn bán thêm hoa môn, hoa lan cắt cành và lan thái nữa. Rồi vô mà giữa chợ sát bên Anh Quang á thì có cái vừa lá Hiền Thanh. Ngoài lá thì chị cũng bán thêm những cái loại như hoa môn, thiên điểu, mẫm sói, hoa đồng tiền. Còn ở phía sau chợ trên đường Trần Bình Trọng thì có vừa lá Hiếu. Ở đây thì chuyên bán lá thôi nhưng mà cũng rất là nhiều loại nha. Bấy nhiêu sạp lá ở đây là mình nghĩ dư sức cho các bạn thỏa đam mê rồi đó. Ngoài ra thì ở trong chợ còn nhiều anh chị bán lá giá cũng tốt nữa. Nhưng mà vì tiện đường á thì mình hay mua những chỗ này nha.